Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với căn nhà phố đẹp trong video ngày hôm nay. Và ở video này Toàn sẽ giới thiệu với anh chị một bất động sản tại đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, cách quận 7 trong vòng bán kính là 2,5 km. Căn nhà có diện tích là ngang 6,02 m, dài cho 13 m, một trệt, 3 lầu, đã được trang bị full nội thất. Lý do là mặt tiền hiện tại bên ngoài trời đang mưa nha anh chị, thành ra là Toàn sẽ quay ở bên trong và Toàn sẽ giới thiệu cho với anh chị là mặt tiền ở phần sau của video này nhé. Và Toàn đang đứng tại không gian phòng khách với diện tích là rộng khoảng 25 m², được đề co trang trí rất đẹp. Một bộ sofa, tường phía sau sofa trang trí bằng những phào chỉ Hàn Quốc kết hợp với treo tranh cũng rất là sang trọng. Và điểm nhấn nổi bật tại không gian phòng khách sẽ là một chiếc đèn chùm và đối diện sẽ là kệ tivi kết hợp với kệ trang trí. Phía bên ngoài, phía trước phòng khách sẽ là một không gian đậu xe hơi. Anh chị sẽ đậu được mọi loại xe từ 5 chỗ, 7 chỗ và kể cả xe bán tải. Thì hai bên tường cũng được trang trí bằng những phào chỉ Hàn Quốc và treo tranh cũng rất là đẹp nha anh chị. Và điểm nhấn nổi bật trước cầu thang sẽ là một cái tủ giày dép và hiện tại đang bố trí một cái khung trang trí. Phía bên trong sẽ là kiến cường lực chạy đèn led xung quanh, một không gian rất là sang trọng luôn nha anh chị. Và Toàn xin mời anh chị xem lại tổng thể không gian phòng khách nha, một không gian vô cùng sang trọng. Và Toàn thích nhất trong không gian này sẽ là những cái trần trần thạch cao được ốp bằng những cái tấm mà 3D bằng thạch cao cũng rất là sang trọng nha anh chị. Gara xe hơi và không gian phòng khách cũng như vậy, kể cả không gian bếp luôn. Và di chuyển vào không gian bếp thì với diện tích rộng khoảng 25 m², bếp thì được thiết kế full trần với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng. Đây là một căn nhà mang kiến trúc là tân cổ điển, kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và tân cổ điển thì tạo nên một nét đẹp riêng cho căn nhà này. Bếp hình chữ L với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng và được trang bị rất nhiều thiết bị bếp thông minh ở bên trong, bao gồm máy hút mùi, bếp điện từ, kể cả lò nướng. Bên đây thì có tủ lạnh side by side dung tích là 680 lít. Và phía sau cùng của căn nhà sẽ là một cái khoảng sân sau nơi làm giếng trời lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Bên đây thì sẽ bố trí một cái vệ sinh với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng. Và đối diện bếp sẽ là nơi đặt bộ bàn ăn, hiện tại đang bố trí một cái bộ bàn ăn gồm 6 ghế ngồi rất là rộng rãi. Và bức tường cạnh bàn ăn thì cũng trang trí với những phào chỉ Hàn Quốc, trên là treo tranh rất là sang trọng nha anh chị. Đây là một căn nhà mang phong cách thiết kế là nội thất luxury, tạm gọi là như thế nha anh chị, bởi vì Toàn thấy là rất đẹp và sang trọng. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị tiếp tục di chuyển lên trên lầu để mình xem các phòng ngủ nha. Và hiện tại trên kênh của Toàn đang có rất nhiều bất động sản vị trí đẹp và giá tốt. Anh chị đang có nhu cầu mua nhà quận 7 hoặc mua nhà Nhà Bè, kết nối với Toàn để đến xem nhà thực tế. Và những anh chị là chính chủ đang có nhu cầu bán nhà quận 7 hoặc bán nhà Nhà Bè, kết nối với Toàn để mình ký gửi nhé. Và Toàn đang đứng tại tầng 1. Đây là sảnh hành lang, thì nơi kết nối giữa phòng ngủ phía trước và một phòng ngủ phía sau bằng một cái bàn đề co. Thì tường nói chung là mọi góc độ bên trong của căn nhà này đều được trang trí với những phào chỉ Hàn Quốc. Đặc biệt là tường thì được ốp tường luôn nha anh chị. Đây, sử dụng những cái giấy ốp tường mà với cái màu tông màu là màu kem với những cái hoa văn nhỏ thì cũng rất là sang trọng luôn. Và đây, tôi xin mời anh chị di chuyển sang phòng ngủ phía sau trước nhé. Không gian phòng ngủ phía sau với diện tích rộng gần 30 m², bao gồm đầy đủ nội thất như là giường, hai bên sẽ là táp đầu giường. Khi mà mình mở hai cái đèn này lên thì cũng rất là sang trọng nha các anh chị. Và bức tường đầu giường thì cũng được treo tranh và nhấn nhá bằng những phào chỉ Hàn Quốc. Nói chung là phong cách luxury là gần như là chạy khắp mọi không gian kiến trúc bên trong căn nhà này. Toàn thích nhất một vị trí thứ hai nữa là tại phòng ngủ phía sau. Đây là cái kệ tivi kết hợp với kệ trang trí, nói chung là chủ nhà cũng rất tinh tế, thiết kế bằng những cái tấm mà CNC, đây là cắt CNC nha anh chị, sơn dầu bằng những họa tiết hoa văn thì cũng tạo nên sự sang trọng cho không gian kiến trúc. Và phía sau này, bên đây là kệ tivi và đây sẽ là bàn trang điểm. Bàn trang điểm thì đây là nơi mà cho tất cả các chị em chủ nhà cũng rất tinh tế thiết kế luôn, ngăn chia luôn những cái học để cho mình đựng, mình phân loại các loại mỹ phẩm ra cũng rất là tuyệt vời. Và tại không gian này, nơi mở cái bàn trang điểm thì phía sau lưng của các chị sẽ là nơi mình tủ áo, thì được thiết kế bằng kiến cường lực kết hợp với đèn led ở bên trong tạo nên một không gian mà sang trọng, nơi mà chị em tha hồ mà cất giữ những cái đồ hiệu của mình nhé. Và đặc biệt của căn nhà này thì phía bên trong đây anh chị, camera đứng lại nha. Hiện tại đó, chủ nhà cánh cửa và cái nhà vệ sinh đó, thì chủ nhà cũng rất tinh tế thiết kế luôn một cái kiến, một cái gương soi đây, khi mà để anh chị sau khi mà mình chuẩn bị xong rồi thì mình sẽ ra ngoài, trước khi ra ngoài thì mình chuẩn bị lại trang phục của mình nhé. Và khi mà di chuyển vào bên trong sẽ là một cái không gian nhà vệ sinh với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng, bao gồm là bồn tắm nằm,
rồi lavabo bàn, gương soi đầy đủ luôn nha anh chị. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị tiếp tục di chuyển sang phòng ngủ phía trước để mình xem phần còn lại của video này nhé. Với 4 phòng ngủ bên trong căn nhà này đã được trang bị full nội thất. Như vậy là khi mua căn nhà này anh chị chỉ việc xách vali là đến ở. Và hiện tại Toàn đang đứng tại không gian phòng ngủ phía trước tại tầng 1. Thì phòng ngủ này với diện tích rộng cũng khoảng 25m2 và cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất như hai phòng ngủ mà anh chị vừa xem. Hai bên là táp đầu giường kết hợp với bàn trang điểm, tủ áo ở bên trong. Và đối diện giường ngủ sẽ là kệ tivi. Và phía sau kệ tivi thì chủ đầu tư cũng rất là khéo léo thiết kế một cái vệ sinh. Đây, khi mà đóng lại á thì anh chị sẽ không phân biệt được là một cái nhà vệ sinh nha. Anh chị đẩy cửa vào thôi. Đấy, khi mà đẩy cửa vào sẽ là một cái không gian vệ sinh với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng, có bồn tắm nằm luôn. Và hai phòng ngủ còn lại tại tầng 2 thì cũng sẽ tương tự giống như thế này thôi. Để tránh mất thời gian thì Toàn sẽ quay lướt qua nhanh tầng 2 và mình sẽ gặp nhau tại tầng 3, sẽ là khu vực phòng thờ, sân thượng và sân vơi. Và ngoài căn nhà này thì hiện tại Toàn đang có rất nhiều bất động sản ở nhiều vị trí khác nhau tại quận 7, Nhà Bè và nhiều khu vực khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị đang có nhu cầu mua nhà như thế nào đó, kết nối với Toàn theo số điện thoại mà Toàn có để trên màn hình, nhắn cho Toàn nhu cầu cụ thể, Toàn sẽ nhanh chóng tìm cho anh chị được một căn nhà như ý theo đúng cái nhu cầu của anh chị luôn. Và đây là phòng ngủ phía sau nha anh chị, cũng giống như phòng ngủ ở tầng 1 mà anh chị vừa xem, với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng. Và phòng ngủ phía trước thì cũng giống như tương tự thôi, cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất. Như vậy là anh chị chỉ việc xách vali là đến ở thôi. Và bây giờ Toàn xin báo giá luôn. Hiện tại căn nhà này đang được chào bán với mức giá là 8.200.000.000. Nhưng mà nói chung là thời điểm này thì chủ nhà cũng kẹt tiền lắm rồi. Anh chị quan tâm thì liên hệ với Toàn, mình đến mình thỏa thuận giá bán thực tế nha. Công năng sử dụng tại tầng 3 sẽ là phòng thờ giữa nhà nha anh chị. Đây là ở phía trên là sẽ là một cái tum để mình để những thiết bị kỹ thuật. Và phía sau cùng sẽ là sân phơi. Sân thượng cũng là sân phơi, thì hiện tại trời đang mưa nha. Toàn đứng ở trong, Toàn quay ra cho anh chị xem. Và sân thượng phía trước cũng như vậy. Thì với vị trí là mình sẽ view luôn với hơn 100 căn nhà ở đây. Thì hiện tại nói chung là khu này là chỉ còn rất ít căn nhà bán. Thành ra là anh chị quan tâm thì hãy nhanh chóng kết nối với Toàn nha. Và khi đứng tại phía trước sân thượng thì Toàn thấy là phía trước nhà mình không có đối lập với nhà ai hết nha anh chị. Bởi vì phía trước sẽ có một cái công viên nhỏ, phần mặt tiền cũng như là mọi không gian bên ngoài. Và anh chị, hiện tại thì ở ngoài trời đang mưa nha, thì Toàn xin giới thiệu trước nhà của mình sẽ là khu dân cư cao tầng đồng bộ với hơn 100 căn. Và hiện tại trước nhà mình sẽ có một cái công viên nhỏ. Và anh chị xem qua tổng thể mặt tiền của căn nhà nha. Diện tích là ngang 6m2, dài cho 13 một trệt, 3 lầu, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Rồi bây giờ Toàn xin mời anh chị tiếp tục di chuyển vào bên trong để mình xem phần còn lại của video này nha. Trời đang mưa thành ra là phải như thế này thôi anh chị ạ. Bây giờ Toàn xin tóm tắt lại thông tin của căn nhà này như sau. Diện tích ngang 6m2, dài cho 13, một trệt, 3 lầu, đã được trang bị full nội thất, hướng nhà là hướng Tây Bắc, sẽ phù hợp cho quý anh chị đang chọn là hướng Tây tứ trạch, bao gồm các hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc. Và giá bán của căn nhà này là 8.200.000.000, vẫn còn bớt thêm, nói chung là trả giá là bán nha anh chị. Trên trục đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, cách quận 7 khoảng 2,5 km. Và anh chị quan tâm đến căn nhà này thì kết nối với Toàn nha. Và bây giờ Toàn xin phép được kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại.